Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã có buổi tiếp ông Lưu Ninh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư khu ủy, chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Cùng dự buổi tiếp có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc, Đỗ Nam Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Và buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc mừng thành công Đại hội lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc và vui mừng chào đón đoàn Quảng Tây đến Đà Nẵng. Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ phấn khởi về sự phát triển trong quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước nói chung cũng như giữa Đà Nẵng và Quảng Tây nói riêng, đánh giá cao sự phục hồi kinh tế sau đại dịch. Bí thư thành ủy nhấn mạnh, giữa Đà Nẵng và Quảng Tây có nhiều điểm tương đồng để thúc đẩy hợp tác, nhất là du lịch, thương mại và một số lĩnh vực khác mà hai bên có thế mạnh. Tin tưởng trên cương vị công tác, Bí thư Lưu Ninh sẽ kết nối thúc đẩy phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác Đà Nẵng Quảng Tây, góp phần cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Thay mặt đoàn, ông Lưu Ninh cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố và chúc mừng kết quả phát triển kinh tế ấn tượng của Đà Nẵng sau đại dịch Covid-19 đến thăm đà nẵng đoàn ấn tượng về sự phát triển năng động của thành phố nhất là hạ tầng đồng bộ hiện đại giới thiệu khái quát về quảng tây ông lưu ninh cho rằng giữa hai địa phương có nhiều điểm tương đồng và mong muốn thời gian tới quan hệ hữu nghị hợp tác đà nẵng quảng tây sẽ có bước phát triển mới đặc biệt là về du lịch văn hóa kết nối giao thương hàng hóa cũng như du khách qua đường cảng biển